Thưa quý vị, Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị ban chấp hành liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ 5, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết hoạt động năm 2022. Đến cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 160 hợp tác xã với hơn 12.000 thành viên, 4.335 lao động, tổng số vốn điều lệ trên 470 tỷ đồng, vốn hoạt động hơn 1.200 tỷ đồng. Trong năm có 20 hợp tác xã được thành lập mới, bình quân doanh thu hợp tác xã đạt 1,7 tỷ đồng một năm lợi nhuận đạt 160 triệu đồng một năm. Trên địa bàn tỉnh còn có 472 tổ hợp tác, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và khai thác thủy sản. Năm 2022, kinh tế tập thể tại Bà Rịa Vũng Tàu phát triển ổn định. 100% hợp tác xã đã chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012 làm ăn có lãi. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới đã mạnh dạng đầu tư trang thiết bị vào sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả cao và ngày càng mở rộng thị trường. 41 hợp tác xã xếp loại giỏi chiếm 29,3%, 43 hợp tác xã xếp loại khá, 56 hợp tác xã xếp loại trung bình và 20 hợp tác xã không xếp loại do mới thành lập. Năm 2023, Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến thành lập thêm 10 hợp tác xã mới, nâng số lượng hợp tác xã đến cuối năm 2023 lên 170 hợp tác xã, doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã dự kiến đạt 1,9 tỷ đồng thu nhập bình quân của các thành viên phấn đấu 5,6 triệu đến 6 triệu đồng một tháng.